quý vị, vậy là hai thành viên đầu tiên trong đội của Song Ngư đã lộ diện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thành viên tiếp theo. Và chúng ta sẽ gặp gỡ hai tài năng nhí nhỏ tuổi. Đó là Khánh Uyên và bé Bảo Ngọc. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Ủa chú? Chú ơi chú? Chú có biết nhà con không biết thằng Kiệt ở đâu không chú? Chú không biết hả? À vậy thôi, cảm ơn chú. Chú là người Tây, con nghĩ chắc là chú không biết rồi đó. Thôi, con cảm ơn chú. Cho cái địa chỉ gì mà khó kiếm muốn chết. Ủa, sao ta trồng cái bắp gì ta? Thấy thương cho ban giám khảo. Tại vì hồi nãy cũng là một trường hợp khó và bây giờ càng khó hơn. Con thích cô Cẩm Ly lắm đúng không? Dạ đúng. Con coi bao nhiêu lần cái bài hát đó của cô Cẩm Ly để con có thể thuộc động tác như vậy? Con coi nhiều lần lắm rồi đó. Trời ơi, hèn chi. Mà con làm dễ cưng lắm. Ví dụ như cô Ly hát trên sân khấu, cô Ly cũng làm cái động tác đó. Nhưng mà cô Ly làm đẹp, chỉnh chu không nói rồi. Còn con làm nó đáng yêu gì đâu á. Trời ơi, thiệt cái hậu vệ của cô Cẩm Ly, cô Cẩm Liền. Chú rất thích cái phần trình diễn của con bởi cái sự duyên dáng, sự lanh lợi của con. Còn với cái cô bé Bảo Ngọc kia, xinh xắn mà con nhảy một cái bài nhảy, nó cũng dễ thương nữa, nó đúng với cái tuổi của con. Nó không có quá nhiều những cái động tác khó như mấy anh chị lớn. Mà nếu mình xét ở cái độ tuổi của con thì con làm những cái động tác nhào lộn như động tác uốn dẻo như vậy là quá hay rồi, còn cái gì nữa? Tím Hai. Dạ. Tím Hai ngoài hát ra, Tím Hai có cái đầu kịch đó, Tím Hai cũng hài lắm. Hài lắm chị. Gọi là nó hơi bị lãng lãng á. Tức là Tím Hai tự nói rồi, Tím Hai tự trả lời rồi, Tím Hai không cho người ta nói luôn á, phải không? Tím Hai tự định hết á, nhưng mà lại duyên. Nhưng mà rồi hay cái là
có một cái sự kết nối với bạn thứ hai đó mà rất là duyên nữa. Bạn đang tập thể dục hả? Bạn biết nhảy hả? Vậy bạn nhảy cho mình coi đi. Ok, đi. Làm người ta cứ mắc cười hụt hẫng vậy đó. Nhưng mà nó dễ thương lắm. Còn Ngọc, con ra con nhảy cái bài cảm giác tự nhiên mà thấy người sức khỏe tràn trề, tự nhiên thấy cuộc sống nó tươi đẹp vô cùng luôn. Ôi ơi, bây giờ mới biết nói sao. Giờ chắc định mà chú Huy nè. chú Huy ở nước ngoài, bây giờ chú Huy nhận xét người ở thành phố, người ở dưới quê lên nè. Thôi thì chú Huy chỉ muốn nói là cái năng lượng của hai đứa con trên cái sân khấu này rất là bùng nổ, rất là hay. Thì bây giờ mình phải làm gì, mình phải chọn ai, cái này khó lắm luôn đó. Ba giám khảo thấy hay thì ba giám khảo chọn vô, chứ con cũng không biết nữa. Nói kiểu đó đứt ruột sao chọn đây, khó nói quá à. Thấy thương quá à. Cô yêu cái tinh thần đó của con, cô rất là yêu cái tinh thần đó của con. Và quyết định cuối cùng của ban giám khảo là sẽ và chọn bé nào đi tiếp đây. Cuối cùng của ban giám khảo ơi, tội nghiệp quá, không nỡ kêu tên luôn á. Các cô chú đã quyết định chọn bé. Khánh Uyên. Bây giờ xin mời con hãy vào với chú Khánh Ngư. Lối này con nhé. Đây, tặng cho con. Chúc con khỏe mạnh, mau lớn và ngày càng quý hơn nữa. Xin mời con về với gia đình của mình nha. Mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.